Quý vị biết không, ung thư á, nếu ai mà có độc tố của ung thư, càng ăn nhiều ung thư càng phát triển. Tại vì tất cả những thức ăn đó nó nuôi cho ung thư, tế bào ung thư, vi trùng ung thư phát triển. Nhất là chất đường, ung thư phát triển là mạnh lắm. Và thậm chí ai mà lỡ bị ung thư gan rồi mà ăn yến, nó phát còn mạnh dữ nữa. Tại vì lúc đó cái tế bào ung thư nó bao bọc hết rồi, bao nhiêu đồ bổ vô là vi trùng nó chặn ngay đây, nó đoán hết rồi. Nó nói trời ơi ngon quá, cảm ơn bệnh nhân nghe. Biết nuôi tôi ghê vậy, tôi sẽ ăn cái này nhiều để đưa chị lên đường sớm. Bây giờ nó chặn ngay đó rồi, mình bao nhiêu cái bổ vô là ung thư nó phát triển. Cho nên cái câu ta thấy bỏ đói ung thư. Bỏ đói ung thư nghĩa là chúng ta đừng nghĩ rằng mình ăn nhiều thì bệnh mới hết. Không, tùy. Có những bệnh không nên ăn. Quý vị thấy các bậc á, ngày xưa mà tại sao các ngài để lại nhục thân? Tại vì các ngài biết trước khi các ngài tịch là các ngài không ăn uống. Và các ngài không ăn để chi? Để tất cả đồ dơ nó không biến thành thối ở trong cái bộ đồ lòng, trong ruột của mình. Các ngài uống nước cho nó cleanse, cho nó tiêu ra. Và với cái thiền định đó, các ngài để lại nhục thân. Bây giờ người ta kiểm nhận đâu có thuốc men gì ướp cái xác đó đâu. Nhưng mà thậm chí các vị, dù mình cái thân xác mình có rã ra đi nữa, nhưng như với một người không có ăn tạp nhạp khi chết đó, ít có hồi thôi. Xin thưa đại chúng, và nói một cái điều mà nó gần gũi thôi. Mình ăn tùm lum nhiều là phân nhơ nó ra. Tại tùy theo cái thức ăn mà nó ra cái đó. Cho nên nhân sao là quả nó vậy. Ăn ngon trên này và xuống kia là quả nó cũng ngon dữ lắm. Ăn chay không phải thành tiên thành Phật, nhưng mà trước hết thể hiện lòng từ của mình đối với các loài vật nhỏ khác. Không ăn trường được, ăn chay kỳ, một tháng một ngày thôi. Mà đồng thời nếu mà người nào mà ăn chay trường được nữa càng tốt, bởi vì bệnh dễ trị, trong người không có độc tố khác. Vì khi con vật nó chết, bao nhiêu cái oán ức nó kết tinh trong thịt của nó, trong máu của nó, trong xương tủy của nó. Mình người nó đi vô trong cái chỗ mà người ta sát sinh là sợ hãi, hận thù của nó dồn hết trong xương tủy máu huyết của nó. Mình phải ăn cốt kìa, nấu ra lấy chất nước đó uống, bỏ xương vô nồi hầm uống ba cái nước độc không chứ gì. Rồi quý vị thử tưởng tượng, ví dụ như mình nói là mình sẽ làm cái bữa cơm đó thôi, chưa làm gì hết mà cái tâm ý của mình sẽ khởi, nắm cánh nó cỡ nào, chặt nó làm sao, khứa nó làm sao, sát muối nó làm sao. Chưa làm nhưng tâm phải tưởng tượng cảnh đó chứ. Đánh dãy nó làm sao, đập đầu nó làm sao. Thành thử ra hành động ác chưa, nhưng tâm ý ác đã khởi trong một hành động làm những cái con vật đó để ăn. Cho nên mình nói từ bi. Bây giờ mình sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có từ bi thì không phải trong chùa mới có, mà hình như nó khắp cùng mọi nơi mọi chỗ. Ví dụ người nào mà ngán cơm chay quá, suy nghĩ đi, thôi ăn bỡ bệnh, ăn để đỡ bệnh, ăn để giảm sát, ăn ngon liền. Bữa nào mà mình ngán cơm quá, trời ơi bữa cơm này ngon hơn hồi mình ở Việt Nam mấy chục năm trước rồi. Mấy chục năm trước hả, cầm củ khoai lên lượm được có mấy hộp gạo bỏ vào miệng thôi, ăn khoai múc mùa lệ thủy. Ăn đến bây giờ tôi gặp khoai tôi sợ còn hơn mát.